Hôm nay bên em về một chiếc xe đời rất là cao, 2015, số tự động, mà giá thành của chiếc xe rất là hợp lý luôn, chỉ có hơn 300 triệu một ít thôi các bác nhá. Thì các bác đã mua được chiếc xe đời 2015 số tự động, form dáng sedan hai đầu này rồi. Chiếc xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản nhá. Đây là cần số của xe này. Xe được trang bị cũng tương đối là nhiều tính năng an toàn, cũng tương đối là nhiều option. Và đây là phần đuôi của chiếc xe. Chiếc xe được mang tên là Mitsubishi Atroi các bác nhá. Atroi hay còn gọi là Atrage, nhiều người đọc dễ hiểu nó như vậy đúng không ạ? Đây là phần đuôi của chiếc xe này. Em và các bác xem một vòng về chiếc xe nhá. Chiếc xe chạy rất là ít. Đấy, mới chạy được có loanh quanh gần 5 vạn thôi. Rất là ít luôn. Các bác cùng ngắm chi tiết về chiếc xe. Đấy, mời các bác cùng cảm nhận. Các bác mà đang đúng chân mẫu này, đang tìm mua những chiếc xe như này thì đây là chiếc xe đẹp, đây là chiếc xe chất, một chiếc xe không lỗi cho các bác mình lựa chọn đây này. Đấy, chỉ với giá hơn 300 triệu thôi mà vẫn có thể là làm trả góp được cho các bác luôn nhá. Đấy, đây là xung quanh chiếc xe em cũng đã quay sơ sơ đúng không ạ? 2015 số tự động máy 1.2. Đấy, siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đấy, chiếc này thì các bác mình chỉ mất dao động tầm khoảng trên dưới 6 lít trên 100 km thôi các bác nhá. Đấy, cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu đối với cái mẫu xe Mitsubishi Atroi này. Bây giờ em sẽ vào trong xe và sẽ giới thiệu cho các bác như mình sơ sơ một chút vào khu vực bên trong khu vực nội thất của chiếc xe nhá. Đây, xe trang bị là hai túi khí an toàn này, một túi bên đây và một túi được làm giữa vô lăng nhá. Hệ thống điều hòa ô tô động, màn hình camera lùi đầy đủ và có đề nổ thông minh start up. Đây, đề nổ thông minh start up đây nhá. Đây, đề khóa thông minh. Đây em có thể ấn này. Đấy, chìa khóa hiện tại em đang đút trong túi nhá. Đây, ấn đây này. Ấn phát nữa này. Và đồng hồ hiển thị bao nhiêu vạn. Đây, các bác xem này. 4 vạn 8 nhá. Chưa tới 5 vạn đối với mẫu xe đời 2015 này. Ghế da zin nguyên bản theo xe. Ghế da zin nguyên bản theo xe nhá. Bộ ghế da màu kem. Đấy. Đây các bác xem này. Móc khóa rất là sáng luôn, chấm sơn vẫn còn nguyên. Đấy, chân nỉ nguyên zin. Chân nỉ nguyên zin các bác nhá, được bọc ni lông rồi. Đấy, chiếc xe 5 chỗ ngồi. Đây là phía đằng sau của chiếc xe, để mời các bác xem. Tí em sẽ quay chi tiết nhá. Hiện tại vừa rồi thì các bác thấy em đang quay sơ sơ một chút về chiếc xe này đúng không ạ? Rồi bây giờ thì em sẽ quay cho các bác mình ngắm chi tiết về hình thức bên ngoài của chiếc xe này trước nhá. Đấy, với logo của dòng xe Mitsubishi các bác nhìn thấy rồi đúng không ạ? Chiếc này thì em đang chuẩn bị cho đi rút hồ sơ, cho nên tháo biển ra rồi. Biển rất đẹp luôn, 03131 nhá. Biển đằng sau là 03131, biển rất là đẹp. Các bác nhà mình nếu để nguyên biển cũng được, hoặc là mình rút hồ sơ về sang tên cũng được nhá. Đấy, đây là phần đầu này, phần đầu là thiết kế cái phần mặt ca lăng. Nhìn cũng khá là đẹp đúng không ạ? Và thiết kế cái phần body kit ở phần valve shock này, các bác thấy này. À, những chiếc xe đời cao này thiết kế ra thì nó cũng đã thiết kế mềm mại hơn rất là nhiều rồi đúng không ạ? Nó không bị thô. Đây, đèn gầm, đèn pha đều là đèn zin nguyên bản theo xe nhá. Đấy, cặp đèn pha còn rất là trong, còn rất là trong luôn. Và sơn zin của chiếc xe này lên tầm khoảng 85%, tầm 85% là sơn zin nhá. Cam kết cho các bác luôn là không va chạm, không đâm đụng. Đấy, không gây tai nạn giao thông các bác nhá. Máy số của xe hiện tại cũng cam kết cho các bác là máy số vẫn còn zin nguyên bản. Đấy, chưa động chạm bất cứ con ốc con vít nào. Chưa động chạm bất cứ con ốc con vít nào. Phần khu vực máy của xe nhá. Đấy, đăng kiểm của xe còn đến tháng 7 này. Đăng kiểm phí được bộ của xe đến tháng 7 luôn. Đấy. Gương tích hợp mà đèn sinh nhan và có chế độ chỉnh gương tự động. La răng tăm cũng đã được sơn màu đen. Lốp của xe thì vẫn còn tương đối là dày. Phanh ABS các bác nhá. Đấy, trước xe thiết kế là phanh ABS rồi. Thân vỏ căng đét, không một lỗ nhỏ về thân vỏ nhá. Thân vỏ rất là mỏng, không bị bả ma tiết gì. Đấy. Đấy, rất là mỏng nhá.
Trước này thì chỉ va quần nhẹ một vài vị trí góc đèn thôi và sơn tiến lại một vài vị trí góc đèn. Nói chung là đời đi được mấy năm rồi thì cũng không thể tránh được cái vấn đề là mà bị xước sát đúng không ạ? Chỉ có để trong nhà thôi thì mới không bị, chứ còn đi ra ngoài đường thì kiểu gì cũng sẽ bị mà các bác. Đấy. Kính được dán màu đen 3M rồi, có vẻ mưa rồi. Đấy. Phần nóc của xe thì cũng đã được chủ xe dán màu đen để chống nhiệt và cũng để bảo vệ phần nóc. Lốp còn tương đối các bác nhá. Tất cả những cái phần ba bô lê cô lốp của xe này đấy, chỉ cô lốp của xe là vẫn còn nguyên này đấy, chỉ của xe là vẫn còn nguyên nhá. Thì em sẽ quay phần gầm cho các bác mình xem. Thì em sẽ quay phần gầm nhá, các bác đợi em một chút xíu. Đèn trước đèn sau hoàn toàn vẫn là đèn zin nguyên bản nhá. Và đèn sau của mẫu xe này thì cũng đã được trang bị đèn giải đèn nhất bên trong rồi, giải đèn nét rồi nhá, chứ không giống như là một số những cái mẫu xe bản thiếu, những cái mẫu xe mà số sàn bản thiếu chạy taxi dịch vụ đâu. Đấy, những mẫu xe số động thì nó cũng đã được cải tiến hơn rất là nhiều. Đấy, phía sau được trang bị giống như là Oppo luôn đúng không ạ? Có cam nùi các bác nhá, xe được thiết kế có cam nùi rồi. Đây là tên của xe này. Đấy, tên của xe. Chiếc xe có form dáng sedan hai đầu, cốp sau rất là rộng. Đèn sau cũng vậy. Đấy. Đèn này cũng vậy nhá, cũng là đèn zin, rất là đẹp, rất là trong. Tất cả đường khe, đường mép của xe rất là đều, rất là khít luôn này. Rất là đều và rất là khít luôn. Sơn xi bóng đẹp, bóng cườm cả xe, không bị xước sát chỗ nào. Đây các bác xem này. Đấy, chiếc xe với thiết kế chìa khóa thông minh. Đấy, thì các bác nhìn mình đây, đây là chính là cái chìa khóa của xe nhá. Đây chìa khóa đây. Đấy. Chìa khóa thông minh nhá, hoàn toàn là không vặn bằng chìa và có nút bấm từ ở vị trí bên ngoài đây. Đấy, bấm chốt cửa mở cửa nhá. Và kính của xe đều là kính liền đời nhá, đều là kính zin liền đời nhá. Và đây là mức nhiên liệu của xe này. Đấy, mức tiêu hao nhiên liệu đây. Đấy, nếu mình đi kết hợp thì nó sẽ là 5 lít, còn nếu mình đi đô thị thì nó là xít 6 lít nhá. Còn thì các bác mình đi ngoài đô thị đấy ạ, thì nó còn chưa tới 5 lít, chỉ trên 4 lít đây. 4,46 lít. Đấy, các bác thấy không ạ? Tất cả kính đây đều là kính liền đời này, được hiển thị ở trên đây này. Đấy, có số má là đàng hoàng hết. Đấy, các bác thấy một chiếc xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản đúng không ạ? Đời cao và rất tiết kiệm chi phí luôn. Từ chi phí ban đầu các bác bỏ tiền ra mua cũng chỉ có nhô 300 triệu thôi, các bác đã mua được mẫu này về dùng rồi. Đấy, xong đó thì mình đi sử dụng hàng ngày thì cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Bởi vì xăng rất là ít đúng không ạ? Đây cặp pha này, rất trong luôn. Rất là trong luôn. Đồ đạc phụ tùng của mẫu xe này thì rất là rẻ và rất là rẻ rồi đúng không ạ? Rất là rẻ và rất là rẻ rồi. Rất là sẵn có luôn. Không phải chờ lâu. Đây, kính zin hết các bác nhá. Kính zin toàn bộ luôn. Bây giờ thì em sẽ quay đến phần khu vực gầm bên trong của chiếc xe này. Phần bên trong của chiếc xe. Tí nữa em sẽ quay gầm sau nhá. Bây giờ quay phần khu vực nội thất trước đã. Đấy, mở cả cốp này, mở cả cabo đã, thì quay cả máy luôn cho các bác xem. Đây cabo thì em cốp đằng sau em giật phát đã lên như này rồi này. Đây lì trông nóng. Lì ốp xung quanh phần cốp của xe rất là trong, rất là mới luôn. Tiếp tục em sẽ mở lốt hai cánh này ra nhá. Trước khi đi quay vào bên trong khu vực nội thất của chiếc xe thì em xin các bác một lần like nhá, một lần like và một lần chia sẻ nhá. Và nếu để các bác xem thêm những video khác mà bên em đăng tải lên thì các bác hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào nút thông báo chuông, nhấn vào nút theo dõi nữa các bác nhá, để mỗi khi một chiếc xe nào bên em đăng tải lên, các bác sẽ được nhận ngay trên màn hình điện thoại, sẽ báo ngay trên màn hình điện thoại của các bác để các bác nhà mình tiện theo dõi, không bỏ lỡ bất cứ một video nào, một chiếc xe nào bên em đăng tải lên đúng không ạ? Đây, mép cánh cửa đây các bác xem đây, những con vị trí con
bu lông ốc vít của xe này rất là sáng đúng không ạ? Keo chỉ của xe là còn nguyên này, nguyên zin. Và tắp đi, tắp nô. Và nội thất bên trong của xe được thiết kế là hai màu, màu đen và là màu kem này. Đấy. Tạo sự nổi bật cho phần nội thất đúng không ạ? Tất cả những cái đồ nhựa của xe còn tươi nguyên, không bị mờn, không bị mờ và cũng không bị mòn. Mẫu xe đời cao như này thì chắc chắn được rằng nó sẽ rất là đẹp rồi đúng không ạ? Đấy, những con bu lông ở đây này rất là sáng luôn. Đây. Chấm sơn nguyên vẹn. Vẫn còn chấm sơn nguyên nhá. Những cái phần con ốc bu lông bắt bằng này cánh cửa vẫn còn nguyên vẹn các bác nhá, chưa tháo. Đấy, chưa tháo chưa vặn gì nhá. Đây. Tem còn nguyên đúng không ạ? Móc khóa còn nguyên này. Đấy, răng cũng nguyên luôn, không bị sờn rách gì. Rất đẹp cho một chiếc xe đời 2015. Đấy các bác đón xem phần tắp lô của chiếc xe nhá. Là em quay sơ rồi, bây giờ thì sẽ quay gần sát chi tiết để quay chậm. Sàn bọc da có tấm lót ở trên rồi. Cần số zích zắc. Số tự động các bác nhá. Đấy, củ số xe còn đẹp này. Cần vành tay của xe vẫn còn đẹp này. Đấy, vô lăng cũng vậy, vô lăng cũng rất là đẹp luôn. Màn hình cam lùi, hệ thống điều hòa ô tự động, sử dụng tốt hai chiều nóng lạnh. Nóng lạnh đủ luôn nhá. Đấy, trần nỉ nguyên. Được bọc ni lông. Keo chỉ không mất một phân nào. Đấy, keo chỉ là không mất một phân nào các nhá. Đây ạ. Nội thất của xe thì bên em cũng mới cho lau qua một chút. Đấy, chỗ này thì đây lau nước nó vẫn còn cái dòng chảy này. Đấy. Lau lúc đấy là cái rẻ nó hơi ướt một chút nên là nó có cái dòng chảy. Đúng không ạ? Đấy, tiếp tục đây nhá. Đây ạ. Cái phần nội thất của xe nó cũng khá là rộng. Khoảng cách giữa hàng ghế trên, hàng ghế dưới xe nó rất là rộng nhá. Ngồi xe nó không bị gò bó, không bị kích. Cũng rộng hơn Vios một chút đấy các bạn. Chiếc này em thấy là rộng hơn Vios một chút đấy ạ. Đây, phía sau nhá, phía sau để đồ thoải mái luôn này. Và chỗ này cũng được thiết kế thêm một cái cam này. Đấy, thiết kế một cam đằng sau nữa này. Cam hành trình phía sau. Tiện đây thì em sẽ quay phần gầm của xe luôn nhá. Đây, cố lốp này. Gầm sàn của xe là không han gì, mục mọt gì. Gầm còn rất sáng. Gầm còn rất là sáng luôn. Em di chuyển xong bên đây và quay gửi tới các bác xem lốt khu vực bên nội thất. Nội thất bên tài nhá, nội thất bên tài. Đây. Các bác cùng đón xem chi tiết. Em sẽ quay xung quanh cánh cửa. Chi tiết phần cánh cửa cho các bác xem. Đấy, tất cả những con bu lông của xe cực sáng luôn này. Đây. Khá là chi tiết và đầy đủ rồi đúng không ạ? Tất cả gioăng cũng vậy nhá. Bốn gioăng bốn khung, bốn gioăng cánh, rồi lại bốn gioăng của khung, khung cửa là nguyên. Ghép cửa tiếp theo này. Đấy, quay lốt thì các bác xem khu vực bên đây nhá, xong đó thì sẽ quay lốt gầm và phần máy, lổ máy lên luôn. Đây, đồ nhựa xe đẹp chưa? Đấy, chi tiết gần hơn một chút nữa nhá. Đấy, kích lốp của xe thì chủ xe trước được đặt ở đây.
bu lông bên đây là cũng không vặn vọ gì các bác nhá. Chưa cánh cửa, bốn cánh cửa của xe là chưa tháo rồi. Bốn cánh cửa xe là chưa tháo rồi. Có hệ thống gương kính chỉnh điện. Và chủ trước cũng đã được lắp thêm một loa check nữa rồi. Một loa check nữa rồi các bác nhá. Đấy, vô lăng này. Vô lăng của xe khá đẹp luôn. Đấy, hiện tại thì các bác thấy là đang hiển thị 4.8 đúng không ạ? Em quay phần gầm cho các bác xem nốt nhá. Đấy, phần gầm cho các bác xem nốt này. Gầm đẹp đúng không ạ? Bây giờ là nổ máy lên luôn nhá. Chỉ cần số tự động để khóa thông minh thì các bác chỉ cần mình đạp chân phanh. Đạp chân phanh và ấn nút start top này nhá. Đấy. Là máy sẽ nổ luôn, máy sẽ nổ lên luôn rồi. Hiện tại đang ở chế độ là vòng tua 1000. Vòng tua hiện tại đang là 1000 và nó sẽ giảm đi trong vòng vài giây nữa. Bây giờ em sẽ bắt đầu quay con máy của xe cho bác xem nhé. Cabo này, khoang máy này, khoang máy thì em vẫn để hơi bẩn một chút đúng không ạ, hơi bẩn một chút. Đấy, nhưng mà các bạn thấy này, tất cả những con bu lông ở đây nó vẫn còn chấm sơn. Đấy, có thể là vẫn chấm sơn. Đây chính là cục phanh ABS nhá. Đấy, xe trang bị phanh ABS rồi, đủ rồi. Quay các vừa xem và nghe tiếng máy nổ luôn. Như em cũng đã chia sẻ với các bác là động cơ hộp số của chiếc xe này hiện tại đang là nguyên bản, chưa bổ, chưa động chạm, chưa tháo bất cứ một con bu lông hộp vít nào ở cái khu vực hộp số và củ máy các bác nhá. Máy vẫn còn nguyên zin từ cái phần mặt dàn cò các bác nhá, từ phần nắp dàn cò chưa tháo, chưa vặn luôn. Đấy, còn nguyên vẹn. Máy khô ráo không một dầu nào. Về máy số và gầm vệ của chiếc xe này thì các bác nhà mình yên tâm rồi, không có lỗi gì, hoàn toàn yên tâm về máy và số nhá. Và tất cả những vấn đề lỗi của chiếc xe là bên em cũng sẽ đảm bảo cho các bác luôn, là xe không một lỗi gì nhá. Đấy, chiếc xe này thì chỉ làm lại một vài vị trí sơn thôi, một vài vị trí sơn ở một bốn góc này thế thôi, chứ còn thì còn lại là nguyên zin hết. Giấy tờ thì cũng chuẩn chỉ cho các bác luôn rồi, sang tên các bác bất cứ lúc nào khi các bác cần, hoặc là làm công chứng nhá, công chứng ủy quyền hoặc là công chứng mua bán đều được. Để biết thêm các bác hãy gọi điện cho bên em theo hai số 093 8586 307 và 0389 000 555 để được biết thêm chi tiết về xe này cũng như là một số những mẫu xe khác mà hiện tại đang có tại cửa hàng các bác nhá. Đây, và đường phố đấy ạ, phố Nguyễn Thời Trung, gần cầu Cong và gần cầu Cất của thành phố Hải Dương. Các bác kết nối cho em theo hai số điện thoại mà vừa rồi em đọc nhá. Và các bác có thể là kết nối thêm trang fanpage và trang Facebook. Trang Facebook là Mr. Trump. Trang fanpage Facebook đấy ạ, là Mr. Trump ô tô cũ thành phố Hải Dương. Và trang Facebook cá nhân là Trang Ô Tô Hải Dương. Các bác hãy kết nối cho em theo hai trang đó để được biết thêm nữa nhé. Và các bác cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn theo dõi và nhấn thông báo chuông để được nhận những mẫu video mới nhất bên em đăng lên hàng ngày. Và video em xin được kết thúc tại đây. Xin được hẹn lại các bác vào những video lần sau.